Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Ở trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một mẫu xe Gian XCR3007 được trang bị cấu hình rất là cao, trang bị cấu hình DOG, phanh dầu sóc hơi. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Chiếc xe khung nhôm sơn nguyên bản, nước sơn này còn rất là đẹp. Tổng thể chiếc xe thì còn là khá là mới, chỉ có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng cũng như là xe bãi không thể tránh khỏi. Trang bị bộ chuyển động DOG rất là cao cấp. Đồ nguyên bản chính hãng, xe nhập khẩu nguyên chiếc. Bộ tay bấm SLX cũng rất là cao cấp trong cái dòng Shimano. Phanh dầu sóc hơi, Mayer lốp vành đều là của Gian chính hãng, bánh 700, đuôi đĩa trục rỗng. Và bây giờ sẽ vào đo size và test chuyển động một chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Chiếc xe có size là size trung bình cho chiếc bác từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị một lít 10 tầng, 2 tầng đĩa. Cho 20 tốc độ. Chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em, chỉ 11,9 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng ấn chuông để có được những cái thông báo mới về những chiếc xe bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.